Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Trà Đá Vỉa Hè ngày 3 tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Putin thề sẽ tìm ra chủ mưu khủng bố. Phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Nội vụ của Nga vào ngày 2 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow cần bắt giữ không chỉ những đối tượng trực tiếp thực hiện vụ khủng bố mà còn phải truy lùng các đầu mối để tìm ra chủ mưu thực sự. Chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được kẻ chủ mưu. Ông nhấn mạnh những kẻ khủng bố đã thuê là vũ khí mà đối thủ dùng để chống lại Nga, nhưng đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi. Họ đang làm bất cứ điều gì vì tiền, không bị chi phối bởi bất cứ lý do tôn giáo hay chính trị nào. Chỉ vì tiền mà thôi. Tối ngày 22 tháng 3, một nhóm gồm 4 người đàn ông có vũ trang đã xông vào nhà hát Kharkiv City ở ngoài ô Moscow. Những người này đã xả súng điên cuồng vào đám đông hàng nghìn người có mặt tại nhà hát, sau đó phóng hỏa hội trường. Vụ tấn công khiến ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 550 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong vòng 20 năm qua. Nga đã bắt giữ được hơn 10 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm đã tham gia vào vụ tấn công. Tuy nhiên, Moscow chưa được xác định chủ mưu vụ khủng bố. Moscow nghi ngờ Ukraine và phương Tây đứng sau vụ tấn công này, song Kiev và các đồng minh đã bác bỏ. Giới chức Mỹ cho biết, hồi đầu tháng 3 họ đã chia sẻ thông tin tình báo, cảnh báo Nga về nguy cơ liên quan đến một vụ tấn công khủng bố sắp xảy ra. Washington cho rằng Moscow đã phớt lờ cảnh báo trên. Tuy vậy, ông Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Nga hôm 2 tháng 4 cho biết, Mỹ có cảnh báo trước nhưng thông tin rất trùng trùng. Ông cho biết thông tin do phía Mỹ cung cấp không chứa bất cứ chi tiết cụ thể nào và cũng không thể tận dụng để khoanh vùng, xác định đối tượng khả nghi. Chủ tịch Sacombank chưa bị đưa vào diện cấm xuất nhập cảnh. Chiều ngày 2 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Bộ Công an xác định cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, chủ tịch ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng. Mọi hành vi đưa sai thông tin sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó khoảng 21 giờ tối qua, Facebook Thắng Đặng đã đăng tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh từ ngày 1 tháng 4 do có liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, trong văn bản vừa công bố, ngân hàng Sacombank đã khẳng định tin tức vừa nêu là vô căn cứ. Ngân hàng Sacombank khẳng định những thông tin trên trang Facebook mang tên Thắng Đặng về Sacombank là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau tộc trưởng Đỗ Messi đến lượt Quang Linh Vlogs bị hack YouTube. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 2 tháng 4, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao trước kênh thông tin YouTube Quang Linh Vlogs Cuộc sống ở châu Phi của vlog Quang Linh đã bị hacker đổi tên sang kênh một đồng tiền số. Cụ thể, người dùng truy cập YouTube gõ cụm từ Quang Linh Vlogs Cuộc sống châu Phi hay Quang Linh Vlog ở thanh tìm kiếm. Kết quả trả về là một hệ thống thanh toán sử dụng công nghệ blockchain. Dẫu vậy, toàn bộ video trên kênh vẫn được giữ nguyên và chưa thực hiện live stream về tiền số. Cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ và không khỏi cảm thấy hoang mang bởi đây là trường hợp thứ hai trong cùng ngày một nhân vật có sự ảnh hưởng với cộng đồng bị tấn công YouTube. Trường hợp đầu tiên đó là tộc trưởng Đỗ Messi. Sáng ngày 2 tháng 4, anh Đỗ đã cho biết kênh YouTube của anh đã bị hack. Sau khi bị hack thì sắp tụt như tụt quần. Buổi tối cùng ngày thì chúng tôi nhận được thông tin anh đã có thể kiểm soát lại kênh YouTube của mình. Anh em nào mà nhớ ăn sắp rồi thì xin phép ăn sắp lại ngay lập tức nhá. Cựu thanh tra nhà nước khẳng định nhận hối lộ của Vạn Thịnh Phát là bình thường. Chiều ngày 2 tháng 4, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo khác tiếp tục với phần bào chữa bổ sung của các bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Bị cáo Nhàn cho rằng nội dung đối đáp của viện kiểm sát làm bị cáo hoang mang, lo lắng. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh, điều kiện bị cáo phạm tội, áp dụng biện pháp có lợi cho bị cáo. Theo bị cáo Nhàn, bà và bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc của Sacombank, quen biết nhau từ năm 2009. Thời điểm đó, Văn đang làm tại một tập đoàn lớn ở Việt Nam và có hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo. Bị cáo Văn khai chơi với con bị cáo là sai vì từ năm 2009, con bị cáo đang là sinh viên năm nhất thì làm sao chơi với Văn đang làm trong một tập đoàn lớn được. Cựu cục trưởng còn cho rằng Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời. Chẳng hạn như việc Văn tặng các bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Bị cáo Nhàn nói rằng lời khai của Văn tại cơ quan điều tra có nội dung không đúng. Bị cáo không biết bà Lan chỉ do Văn nhờ gặp hai lần. Bị cáo Nhàn nói thêm Văn mang thùng xốp đến và nói là tặng quà và bị cáo không biết bên trong thùng xốp là tiền. Lần tiếp theo thì Văn cũng mang thùng xốp đến và nói rằng nhờ bị cáo nhận giúp để Văn còn ra sân bay. Nghĩ vì tin tưởng và đã chơi với bị cáo Văn đã lâu nên bà Nhàn đưa mật khẩu cho Văn lên nhà bỏ thùng xốp. Khi biết trong thùng xốp là tiền, bị cáo đã nhiều lần trả nhưng Văn lại không nhận và nói rằng chị đừng làm khó em và làm khó mình. Sau đó Văn lại tiếp tục mang tiền đến nhưng bị cáo từ chối và có lời lẽ khiếm nhã với Văn. Bị cáo cũng dặn bảo vệ không cho ai đến khi nhà bị cáo chưa cho phép. Bị cáo Nhàn còn cho biết việc chỉ ra sai phạm của SCB cho giai đoạn 2017-2018 và đề xuất đưa vào việc kiểm soát đặc biệt
là bằng chứng cho việc làm không vị nể công khai của đoàn thanh tra. Kết quả này đã được Viện Kiểm sát sử dụng tại phiên tòa. Trước đó thì trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đỗ Thị Nhàn tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Bào chữa cho bị cáo Nhàn, luật sư cho rằng thân chủ của mình thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, sau đó chỉ đạo trực tiếp các thành viên trong đoàn thanh tra. Các hành vi này được thực hiện khép kín, do đó Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo trong đoàn thanh tra là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Văn Hưng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn bị cáo Nhàn bị tách ra để truy tố tội khác nặng hơn là tội nhận hối lộ. Theo luật sư, việc bị cáo Nhàn gặp Võ Tấn Hoàng Văn không thể khẳng định nội dung cuộc gặp là đưa phương án đối phó với thực trạng sai phạm của SCB. Về lý do thì bà Nhàn gặp bà Trương Mỹ Lan, lời khai của bị cáo đã chỉ rõ để nêu thực trạng SCB yêu cầu bán tài sản, sớm ra kết quả thanh tra. Cáo trạng xác định trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, nhiều lần đã nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị, người đang bỏ trốn. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc của SCB và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Văn, với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 118 tỷ đồng. Cụ thể vào khoảng tháng 3 năm 2018, Thành và Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của bà Nhàn ở cơ quan, đưa cho bà này một túi trái cây và một túi đựng 200.000 đô la Mỹ. Đỗ Thị Nhàn nhận tiền rồi mang cất ở nhà. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ban ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ để đưa cho Đỗ Thị Nhàn, tổng cộng là 5 triệu đô. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của Trương Mỹ Lan cảm ơn vì đã giúp và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra. Nhận tiền đi, bà Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Khoảng tháng 12 năm 2022, bà Đỗ Thị Nhàn đã chia số tiền thành hai phần, mang 2,6 triệu đô gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại thì Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai, cất trong phòng ngủ, rồi khóa tủ và cầm chìa khóa. Trong phiên tòa chiều ngày hôm qua, bào chữa bổ sung cho bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột Trương Mỹ Lan, luật sư cho biết chồng bị cáo đã nộp thêm 2 tỷ đồng để tiếp tục khắc phục hậu quả. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận nguyện vọng của bà Trương Mỹ Lan chuyển 1.350 tỷ đồng cho Vân để khắc phục thiệt hại. Từ bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân mong hội đồng xét xử cân nhắc về hoàn cảnh gia đình mình vì bị cáo tham gia hoạt động của Vạn Thịnh Phát từ sau dịch Covid-19 để giúp bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo không có suy nghĩ chiếm đoạt tài sản. Bị cáo chỉ nghĩ rằng có vay có trả. Bị cáo giờ ý thức đó là việc làm sai, mong được mức án nhẹ hơn. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Trà Đá ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Tuyển Văn Hóa.